Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Ngọc Hoàng Vlog. Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu những cái ứng dụng và những cái app chỉnh sửa ảnh, app ghép ảnh và tải nhạc có bản quyền mà mình có thể nghe miễn phí luôn, không cần phải mua cái bản nhạc đó về. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là bốn cái mục chính. Cái mục thứ nhất là mọi người lên cửa hàng Play cho mình đó, mọi người sẽ ghi là chỉnh sửa ảnh đó, chỉnh sửa video đó. Mọi người tìm kiếm cái mục cho mình là cái mục màu đen có tên là Free Mogago Free Video Edit Store. Đây chính là cái mục này đó, một cái ứng dụng duy nhất thôi. Đây mình đã cài đặt rồi, cho nên là mình không cài đặt nữa. Bây giờ mình sẽ bấm mở đó. Mọi người cứ cài đặt đây rồi bấm đây đó. Khi mà chúng ta đang vào cái mục chính thì nó cho chúng ta một sự lựa chọn, thích hay không thích thì mình nên chọn thích nha mọi người, thích mới vô được cái trong trang web này. Ok, thứ nhất là mình bấm vào dấu cộng này, bấm vào dấu cộng là những video mà mình muốn chỉnh sửa lên, chỉnh sửa. Mình sẽ chọn một cái video nào đó. Ok, mình sẽ chọn một cái video này đi. Đó, một cái video của mình là 16 giây nha, tương đương là mình cũng nhanh thôi, 16 giây cũng nhanh thôi. Lưu ý là video mình làm càng dài thì lưu video trong này càng lâu nha mọi người. App này là của nước ngoài, nó không có quảng cáo. Video của mình đã chuyển vào trang chỉnh sửa. Cái mục thứ mình muốn giới thiệu cho mọi người là stem. Đấy, cái này chỉ là làm cho trang trí video đẹp hơn thôi. Nếu mà mọi người muốn tham khảo thì có thể bấm vô mà nếu mà mọi người không thích thì mọi người có thể bấm qua cái dấu hình chữ O mà có hình gạch ngang đó. Đó là những gì mà mình xóa cái phần này đi đó. Thí dụ như vậy. Đây, thí dụ như vậy. Giờ mình sẽ bấm thêm một màu trắng này. Đó, sẽ hết. Đây. Cái mục thứ hai là cái mục phần nền âm nhạc. Bấm vào dấu cộng. Cái mục này là cái mục những cái bản nhạc mà của cái ứng dụng này không phải là bản nhạc của mình tải về. Bản nhạc của mình tải về là mình sẽ bấm vào cái mục thứ ba nha mọi người. My Library nha mọi người. Đây là những bản nhạc mà mình tải về. Tải bản nhạc có bản quyền luôn. Mình sẽ lấy bản nhạc đây. Cái phần màu xanh là cái bản nhạc, còn cái phần màu trắng là chưa là không có nhạc, cái phần màu xanh mới có nhạc nha. Bây giờ mình sẽ thử trong chỗ này đi. Chỗ này chị đây, 6 giây. Mình sẽ bấm ok. Đó, mình sẽ nghe thử. Đó. Rồi. Ok, cái phần thứ ba là cái phần chuyển đổi video. Đấy. Thí dụ mà mình có hai cái video, thứ nhất là cái video này, thứ hai là có video bên phía sau nó, mình có thể chuyển đổi lại nha mọi người. Cho nên là mọi người bên đây là mọi người có thể tham khảo thêm đó. Cái mục thứ tư là cái mục radio drop. Cái mục này mình cũng không hiểu rõ nữa, tại vì mình chưa có sử dụng qua, cho nên là mình sẽ không hướng dẫn cái mục này. Ok, thì cái mục thứ năm là cái mục edit tool. Đây, cái mục này mới quan trọng nè mọi người. Đây là những cái ứng dụng mà đây là những cái mục mà mọi người có thể tham khảo và có thể bấm vào đây. Đây thí dụ mình phải bấm vào cái kéo cắt nha mọi người, cái kéo cắt đây. Kéo cắt. Mình sẽ bấm vào cái này. Thì cái này là phần cắt đầu, còn đây là phần cắt đuôi video. Bấm nhầm. Đây là phần cắt đầu video, đây là phần cắt đuôi video nha mọi người, xin lưu ý nha. Thì mình không có cắt video, mình sẽ nếu mà mọi người muốn cắt phần nào thì mọi người chỉ bấm ok là phần đó sẽ bị cắt ngay lập tức, thì mình sẽ không cắt, mình sẽ bấm trở về đó. Cái mục thứ hai mình cũng không hiểu rõ nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ qua, mình sẽ bấm cái mục thứ ba là mục viết chữ. Đấy, mục viết chữ in chữ ấy. Mình sẽ bấm thí
giới thiệu với thầy. Còn font là những cái chữ nghiêng, là những cái chữ có thể đổi hình chữ ấy. Đây. Còn color là có thể đổi màu sắc chữ. Thí dụ như vậy thì mình bấm ok. Mình cảm thấy phù hợp mình sẽ bấm ok đấy, mình sẽ dán vào đâu thì cũng được. Cái phần một màu xanh là cái phần một của chữ. Mình sẽ kéo dài tới đâu là phần chữ mình của mình lưu tới đó, ok. Thì mình sẽ không lưu cái chữ này. Nếu mà mình không muốn cái chữ này xuất hiện nữa thì mình có thể bấm chữ X là cái chữ này không bao giờ xuất hiện nữa. Nếu mà mình luôn ghi lại thì mình có thể bấm cái chữ này. Còn cái phần đây là những cái phần mà có thể đó, là những cái phần làm cho chữ mình hiển thị lên đẹp hơn thôi, ok. Thì mình sẽ bấm qua cái phần mục thứ năm là cái phần mục phép, là cái phần mục ghép ảnh ấy. Ghép ảnh giống như video mà mình làm ra, ghép ảnh thí dụ này đó, mình có thể ghép ảnh như thế đây, để đây đó, đây thí dụ như vậy đó, xoay đấy. Thí dụ cái phần mục màu xanh thì mình đã hướng dẫn ra cái mục màu xanh là cái phần mục của ảnh đấy. Mình kéo nó tới ở đoạn nào thì cái hình ảnh này nó tới đó nha mọi người, sẽ không biến mất, trừ khi là mình chỉ bấm dấu X nó mới biến mất thôi, ok. Đó, cái phần mục thứ năm là cái phần mục Voido. Đây, phần mục này là cái phần mục mình có thể nói trực tiếp trong đây, trong cái video mà mình, nếu mà mọi người muốn thử thì mọi người có thể thử nha, tại vì mình cũng nói trong đây rồi, sợ nó không không thể nghe được ấy. Cái phần mục này thì mọi người có nghe tiếng mình nói không, có nghe tiếng mình nói không, đó là tiếng của mình ha. Bây giờ mình sẽ tắt cái tiếng của mình đi, cái tiếng trong điện thoại của mình đang nói ấy, tắt đi và chỉ nghe cái phần nhạc thôi. Đây, phần nhạc đây các mọi người, phần đó mình phải chỉnh nhỏ này, lớn đó, bây giờ sẽ bấm ok đó. Cái phần mục này mình cũng không có hiểu rõ cho nên mình sẽ không hướng dẫn. Cái mục này cũng vậy, mình sẽ hướng dẫn qua cái mục trip ra. Cái mục này có thể quay time lapse nha, đó nhanh nè. Đây mọi người bấm 4x cho nó nhanh lập tức luôn, 3x nè, 2x nè. Nếu mà mọi người muốn quay lại từ đầu thì mọi người hãy kéo cái phần này quay lại từ đầu và mọi người bấm vào và cái phần 1x đó nó sẽ quay lại từ đầu, ok. Còn đây là hình ảnh tua chậm đây, 1/4x, 1/2x, 1/3x đó, thì mọi người cứ kéo vào đây và bấm màu 1x, ok, thì mình sẽ bấm ok. Đó là những cái mà mình đã hướng dẫn chuyên về một cái ứng dụng. Còn xong, nếu mà mọi người muốn tham khảo thêm những cái mục này thì mọi người có thể bấm vô và tham khảo nha, ok. Bây giờ mình sẽ thoát ra đó, thoát ra. Cái app thứ hai là cái app chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh để đưa lên màn hình thu nhỏ, phải không? Mọi người sẽ bấm là pick. Đấy, pick được rồi, pick đấy. Pick đấy. Đó là cái mục đầu tiên, pick up photo studio. Đấy cái này nè. Đó, đây nè, thấy không? Mọi người sẽ bấm vào đây. Đó. Và cài đặt cho mình. Ứng dụng này cài đặt hơi lâu nha, nó cũng hơi lắc nữa. Bây giờ mình sẽ bấm vô. Tuy là video này hơi dài một tí nhưng mà nó có ích cho những người mà muốn biết làm video như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ bấm cái dấu cộng này nha. Mọi người bấm cái dấu cộng này nè. Đó, bấm dấu cộng và chỉnh sửa. Thí dụ như, ủa mình không có ảnh luôn. Mình sẽ lấy ảnh miễn phí để chỉnh sửa. Sẽ lấy này đi. Mình sẽ lấy bên trong, cắt bỏ là mình chỉ lấy cái ông này thôi, chứ mà mấy cái chữ cái này cái hình nền của ông này thì không có lấy. Đây mọi người sẽ xem cho kỹ nha. Đó. Nó cho thêm cái này là mình sẽ đây. Đó. Luôn.
Mình sẽ làm cái hình nền màu trắng đi cho nó, làm cái hình nền màu trắng, ok, màu trắng luôn. Đã lưu vào thư viện, ok, mình sẽ thoát ra. Đó, thoát ra. Đó, mình đã có một cái hình. Và đầu tiên là mình sẽ chọn cái nền màu trắng, tại vì hồi nãy mình lấy cái nền màu trắng rồi, cho nên là mình sẽ chọn cái nền màu trắng. Đây, thí dụ như vậy, thí dụ mình sẽ bấm vào chữ blue. Đó. Đã lưu vào thư viện. Đây, mình sẽ thoát ra. Vào thư viện của mình. Mình áp đây. Đó. Đây. Và có một thứ ba là cái mục tải nhạc có bản quyền, mình có thể nghe miễn phí. Ok, mình sẽ hướng dẫn. Đầu tiên là các bạn vào gôn lề cho mình. Gôn á, chị gôn á, các bạn ghi là có thể ghi là tải nhạc nha, tải nhạc, tải nhạc gì đó. Thí dụ tải nhạc mình có thể, thí dụ tải nhạc electronic gì đấy đó. Thì mình bấm bấm vào cái mục đầu tiên nha, trang tải nhạc chấm net bài hát gì đó, bấm vào đây. Đây chính là cái phần trang mà có thể tải nhạc miễn phí, sẽ bấm vào cái đó. Nếu mà mọi người muốn tải, có thể cái thấy cái dấu dấu mũi tên đẩy xuống, mọi người có thể tải thoải mái nha. Ok, bây giờ đến cái mục thứ tư là cái mục cuối cùng, cái mục mà mình lấy cái hình thu nhỏ để mà up lên YouTube ấy, up lên YouTube. Mọi người lên cửa hàng Play cho mình và tải YouTube và tải Studio. Đây là chính mục đầu tiên nha, Studio đây đó. Đây là chính cái mục này nha các bạn, cái mục này nha, cái mục mà có giống như hình ăn cưa á đó. Thì mình sẽ thoát ra, bấm vào đây đó. Khi những cái trang mà của mình thấy những cái tin nhắn khi mà mình đăng video lên lên trên YouTube ấy, thì mình có thể vào vào trong mình sẽ bấm vào đó, và chỗ này có cái hình bút chì, mình sẽ bấm vào hình bút chì.
và chỉnh sửa hình ảnh, hình thu nhỏ. Thì mình sẽ ở đây mọi người bấm vào cái hình thu nhỏ tùy chỉnh và mình sẽ bấm vào đó. Mình sẽ lấy, thí dụ mình sẽ lấy cái hình ảnh này đây đó, mình ngồi, mọi người sẽ bấm chọn thì những cái hình ảnh thu nhỏ này sẽ đưa lên YouTube để cho mọi người, để cho người ta thấy rằng là nó đẹp đây. Xong mình sẽ không luôn tại vì cái này là đó. Và cảm ơn tất cả.